Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khanh Channel. Tiếp tục đối với dòng xe VinFast VF3, thì những cái video trước Khanh đã chia sẻ một cái bộ thảm lót sàn dành cho xe VinFast VF3 rồi. Thì trong cái video này Khanh sẽ chia sẻ tiếp theo một cái bộ thảm nữa. Thì bộ thảm lần này mà Khanh chia sẻ với các bạn nó sẽ khác một chút so với lại cái bộ thảm trước mà Khanh đã chia sẻ trên kênh của mình. Thì cái dòng thảm ngày hôm nay á, nó được thiết kế dạng 3D khuôn đúc và đến từ thương hiệu Huvi nha các bạn. Đây là dòng thảm chính hãng đến từ thương hiệu Huvi. Dòng thảm này thì nó hơi đặc biệt, nó được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh TPE và chất liệu nhựa này nó sẽ không có độc hại, cũng như là không có bị chảy nhựa, không có bị thấm nước. Nếu mà các bạn xe của chúng ta để ngoài trời nắng nóng thường xuyên á, thì đặc biệt cái dòng thảm này nó không bị chảy. Ở đây thì được thiết kế dạng 3D khuôn đúc và nó sẽ có những cái vách rất là cao như thế này, cho nên là các bạn và các anh chị thoải mái vô tư mà chúng ta sử dụng đồ ăn hay là nước uống gì trên xe mà vô tình đổ xuống phần thảm này á, thì đồ ăn hoặc là bánh trái hoặc là nước nó sẽ động lại ở trong cái phần thảm, nó không thấm ra cái ngoài cái sàn nỉ zin của xe, đặc biệt là không thấm nước nữa. Cho nên là cái việc mà các bạn và các anh chị chúng ta vệ sinh cũng như là tháo ra, chúng ta chà rửa nó rất là dễ. Cái ưu điểm mà Khanh rất là thích ở những cái dòng thảm mà thiết kế riêng cho xe đó, thì nó sẽ được thiết kế những cái chốt định vị cái tấm thảm với cái sàn của xe luôn, cho nên là cái việc mà trơn bị trượt á, nó không có xảy ra các bạn đó. Thì ở mỗi tấm thảm của những cái thương hiệu thảm mà Khanh chia sẻ đều có cái tên của nhà sản xuất rõ ràng ở trên mỗi tấm thảm luôn ha. Cái tấm thảm đầu tiên mà Khanh chia sẻ với các bạn ở đây á, đó là một cái tấm thảm của hàng ghế tài và ghế phụ dành cho xe VinFast VF3. Rồi, thì Khanh sẽ chia sẻ tiếp theo cái phần mặt sau của thảm. Đối với nguyên một cái tấm thảm lót của hàng ghế tài và phụ á, nó dính liền như thế này của xe VinFast VF3 luôn, cho nên là cái việc mà các bạn tháo ra tháo vô vệ sinh á, nó cũng cực kỳ là đơn giản và dễ ha. Rồi, tiếp theo nữa thì Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn và các anh chị cái tấm lót của hàng ghế thứ hai ở đây. Khanh sẽ để tấm này xuống đây. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì nó cũng được thiết kế dạng 3D, dạng khuôn đúc luôn các bạn. Cho nên là các bạn để vào trong cái hàng ghế thứ hai nó vừa và nó ôm khít theo cái sàn xe của mình luôn. Tại vì nó được quét scan 3D, cho nên là nó sẽ vừa từng chia từng mm so với lại cái sàn zin của xe luôn ha. Thì ở cái dòng thảm này các bạn, Khanh đã ghim cái link của sản phẩm ở bên dưới cái phần mô tả của video, cho nên là các bạn và các anh chị nào quan tâm về cái dòng thảm VinFast VF3 mà dạng khay, dạng 3D khuôn đúc như thế này, các bạn có thể bấm vào cái phần mô tả để đặt hàng tại những cái kênh mua hàng online của bên Khanh ha. Rồi, đây là hàng ghế thứ hai. Tiếp theo nữa thì đối với dòng thảm dành cho xe VinFast VF3 đến từ thương hiệu Huvi thì nó sẽ có hai cái option cho các bạn và các anh chị chọn. Một á là các bạn có thể đặt hàng kèm hai hàng ghế, còn cái option thứ hai là các bạn kèm hai hàng ghế vào luôn cái lót cốp phía sau. Tại vì có nhiều khách hàng thì người ta không có thích cái lót cốp phía sau á, còn nhiều anh chị thì có thể là thích luôn cái lót cốp, thì chúng ta có thể đặt full luôn là bao gồm hai hàng ghế và lót cốp nha các bạn. Đó, thì tổng thể trong cái video này Khanh đã mang tới cho các bạn và các anh chị một cái bộ thảm lót sàn dành cho xe VinFast VF3. Còn nếu mà khi mà các bạn và các anh chị đặt hàng bên Khanh á, thì Khanh sẽ đóng thùng như thế này nè, cho nên là khi mà thảm giao tới các bạn cứ mở ra và các bạn và các anh chị cứ kiểm tra kỹ hết giùm Khanh ha. Đó, đây là dòng thảm dành cho xe VinFast VF3. Rồi, thì nếu mà các bạn và các anh chị khi mà xem cái video của Khanh á, thấy hay cũng như là quan tâm về dòng thảm, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho kênh của Khanh để bên Khanh sẽ tư vấn cụ thể cho cái dòng thảm của từng dòng xe của các bạn và các anh chị nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những cái video mới mà Khanh chia sẻ về những món phụ kiện hay hay dành cho xe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.